Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với công ty Incentra tổ chức họp báo về hội chợ bán hàng, hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015. Tại buổi họp báo, ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet cho biết, với tổng diện tích lên tới 15.000 m2, hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp để tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường v.v. Bên cạnh các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, bên lề hội chợ còn diễn ra các chương trình như hội thảo cơ hội đổi mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Nga và khu vực EU, các chương trình khảo sát thị trường, ký kết hợp đồng xúc tiến thương mại đầu tư v.v. Dự kiến sẽ có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, nông sản, đồ nội thất v.v. tham gia hội chợ lần này. Dự kiến hội chợ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2015 tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow, thành phố Moscow, Liên bang Nga.